Trận đấu nóng lên ngay từ đầu khi Robert Hernandez thể hiện quyết tâm bằng cú móc, trong khi Joshua cũng nhanh chóng trả lời bằng cú đâm mạnh. Joshua cố gắng tung những đòn đánh thẳng thì Hellenius tìm cách phản đòn bằng những cú móc trái. Sau những tình huống như mèo dần chuột với Hellenius bị khán giả phản đối, Joshua tung đòn sắc bén vào bộ râu của đối thủ. Joshua càng hưng phấn khi tiếng reo hò vang lên liên tục ở khán đài. Đòn uy lực nữa giúp Joshua tích lũy điểm kỹ thuật. Tuy nhiên, Robert Hellenius dùng lên mạnh khiến chất lượng trận đấu được đẩy lên cao. Đám đông lại cổ vũ khi Joshua tung cú đấm vào càm khiến Hellenius ngã đài. Trọng tài Victor Lulin kết thúc trận đấu khi hiệp 7 còn 1 phút 32 giây. Đây là lần thứ tư Hellenius bị hạ gục trong 5 trận thua trên võ đài chuyên nghiệp. Hạ knockout Robert Hellenius ở hiệp 7 là thông điệp mạnh mẽ mà Joshua gửi đến Deontay Wilder. Dự kiến Wilder sẽ là đối thủ tiềm năng của Joshua vào cuối năm 2023.